chào nhà thuốc, ba tôi bị bú độc trong gan, bệnh viện nói là không mổ được nên bác sĩ bệnh viện có kêu là về tìm cây thuốc nam uống thử. Tôi muốn sử dụng củ tam thất bắc cho ba tôi uống, không biết là có hiệu quả hay không, mong nhà thuốc tư vấn giúp tôi xin cảm ơn ạ. Chào bạn, nhà thuốc xin phép được có một số đôi lời tư vấn với bạn như sau. Đối với trường hợp bệnh ung thư gan, khi bệnh viện không phẫu thuật được thì giải pháp tốt nhất cho bệnh nhân là sử dụng cây thuốc nam bạn nhé. Đối với bệnh ung thư gan thì sử dụng tam thất bắc thì chỉ có tác dụng là bồi bổ tăng cường kháng thể cho người bệnh. Vì vậy thì bệnh ung thư gan cần sử dụng những vị thuốc có tác dụng kiềm chế khối u và giúp tiêu u bú. Đối với bệnh ung thư gan hiện nay có 3 vị thuốc là cây xạ đen, cây bán chi linh, cây bạch hoa xạ, thịt thảo. Kết hợp sử dụng chung 3 vị thuốc này sắc uống chung với củ tam thất bắc thì để tăng cường sức khỏe bạn nhé. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn. Để biết thông tin kỹ hơn về chi tiết cách dùng, liều dùng các vị thuốc thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh 0972 409 268 để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.